Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện Nam Mỹ Bá đạo phương gia, điêu ngoa công tử. Tác giả A Tạc. Qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam, đừng quên đăng ký kênh, like và share video cho nhiều người cùng biết đến kênh Sam Audio nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bá đạo vương gia, điêu ngoa công tử Tập 6 Chẹp chẹp mấy cái, uống sạch nước ô mai trong chén Kim tại trung no nê thỏa mãn Thật thoải mái à Nếu ta là nữ, ta nhất định sẽ gả cho người bán nước ô mai Trình dẫn hạo hai mắt trợn trắng Tỉnh lại đi, trên đời làm gì còn ai giống ta To gan như vậy, cưới người về Vốn đều bị ăn sạch Kim tại trung cười hắc hắc bỏ lên trên đùi trịnh dẫn hạo ngửa đầu gối lên chân hắn nói hỏi đi hỏi cái gì hỏi ta vì sao có thể chung sống hòa bình với mẹ nuôi và hoán ninh công chúa à ngươi không biết được lão bà của ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu kim tệ trung vuốt vuốt chén thủy tinh khéo léo trong tay đắc ý nói ta rất thông minh nha chỉ cần dùng một bộ bài đều giải quyết được mọi việc hơn nữa mẹ ngươi sau khi biết ta là cô nhi lập tức nhận ta làm nghĩa tử nha. Ta lợi hại không? Ngay cả thử thách có độ khó cao như thế cũng có thể vượt qua. Ta cho người biết nha, mẹ ngươi là thâm tàng bất lộ, không thể khinh thường. Ta dám đánh cuộc, trước kia không phải mở hắc điếm thì cũng là giang hồ hắc đạo. Trịnh dẫn hạo bất đắc dĩ ôm lấy người trong ngực. Ngoại công ta trước kia là thượng thư. Vậy sao? Thiên kim ngàn vàng phủ thượng thư thì không thể thành giang hồ hắc đạo sao? Có loại quy củ này à? Kim Tại Trung nghi ngờ hỏi. Chỉ dẫn hạ quyết định không cùng hắn tiếp tục nói về đề tài nhàm chán này nữa. Chỉ đơn giản là siết chặt lấy bụng Kim Tại Trung nói. Nhìn ngươi được nuôi tốt lắm. Mỗi ngày ba bữa cơm, còn thêm điểm tâm ngọt, ăn bất cứ lúc nào. Tại sao lại không béo lên chút nào nhỉ? Ngươi quăng những thứ ăn vào đi đâu rồi? Ngươi còn nói như thế? Bản thân ta còn cảm thấy được ta béo lên rồi bộ nữ phục mặc để khiêu vũ lần trước giờ mặc vào đã có chút chật rồi kim tại trung chán ghét nhìn bụng mình ta đoán không chừng trong này tất cả đều là nước thật hay giả vậy trịnh duẫn hạo cười cười dùng sức vỗ lên bụng kim tại trung hai cái béo lên cũng tốt ôm thấy thoải mái hơn nhiều không giống như trước kia tất cả đều là xương tại trung này người làm sao vậy kim tại trung sắc mặt tái nhợt mồ hôi rơi như mưa khó khăn nghiến răng nghiến lợi nói người cho rằng ta được làm từ in nốc hả mạnh tay như vậy có thể chết người đấy đau chết mất trịnh duấn hạo cũng không còn có tâm tư để phân tích in nốc là gì hắn vội vàng ôm ngang lưng kim tại trung hướng ra đại sảnh hô to người đâu nhanh gọi đại phu nhanh lên một chút hắn vừa rồi căn bản đâu có dùng lực chỉ là nhìn qua có vẻ mạnh thôi. Hắn làm sao có thể hạ thủ đánh bảo bối của mình được kia chứ? Nhưng đau đớn của Kim Tại Trung cũng không phải là giả. Xem ra thân thể của Tại Trung quá yếu, hoặc là ăn phải đồ linh tinh sao? Cẩn thận đem bảo bối đang đau đớn tới mức sắc mặt trắng bệch, thả lên giường. Trịnh Duẫn Hạo giống giận. Đại phu sao còn chưa tới? Làm sao thế? Làm sao thế? Vương Phi nghe thấy Duẫn Hạo là hết ẩm mỹ, vội vàng chạy tới. Nhưng đến nơi chỉ thấy được nhi tử của mình đang gấp đến độ muốn giết người, còn nghĩa tử mình thì đang đau đến sắp chết, lập tức cảm thấy luống cuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại trung ăn hư bụng sao? Đã nói nước ô mai ướp lạnh không phải thứ gì tốt, bằng kia chắc chắn là rất bẩn, mai tử kia nhất định cũng là loại hỏng. Bảo người ăn ít thôi, người lại không nghe. Tại trung mà xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ hủy đi cái hắc điếm đó. Trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động Có thể nghe được cả tiếng kim rơi xuống đất Sau khoảng im lặng ngắn ngủi Kim Tại Trung tiếp tục kêu rên Và Trịnh Duẫn Hạo tiếp tục dữ dội giống lên Cộng thêm nhà hoàn Người hầu Một đám lớn tới tới lui lui Đưa nước đưa nước Lấy thuốc lấy thuốc Đại phu tới Thạch liệu cao giọng gọi Giống như tiếng của trời Đại phu bước vào sân Một tiểu lão đầu khô quát khuôn mặt nhăn nheo không thể tưởng tượng nổi cùng ánh mắt đục ngầu. Hắn từ từ thỉnh an, từ vương phi đến vương gia, rồi đến từng người một trong phủ đang có mặt. Sau đó đi từ từ đến bên cạnh giường, cẩn thận đánh giá người đang nằm trên đó. Vì đau mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tựa hồ sắp vỡ nát. Rồi sau đó chậm rãi bắt mạch, nhìn, nghe, hỏi, xem mạch, sở nắn cuối cùng cho ra kết luận chúc mừng vương gia chúc mừng lão phu nhân vị cô nương này có tin vui trầm mặc trong phòng nhất thời yên lặng đến rợn người người con mẹ nó đổ điên ta là nam kim tại trung vì bảo vệ tôn nghiêm của mình điên cuồng hết một tiếng gọi hồn mọi người trở về lập tức ngay sau khi hoàn hồn tiếng bẻ ngón tay răng rắc vang lên có vẻ thanh thúy, dễ nghe đến lạ. Nhiều năm sau này, vẫn có người còn nhớ được một cách rõ ràng phong cảnh đẹp đẽ lúc ấy. Lúc nha hoàn nô bộc sông lên, vây đánh từ phía, tiếng giống giận dữ rung trời. Đánh chết tên lăng băm nhà ngươi! Nhiều năm sau này, đại phu kia vẫn đem việc tưởng mạng mình không được ưa nhìn ra đổ lỗi cho trận tai bay vạ gió năm 50 tuổi ấy. Mà đối với trận án oan kia, người hành hung, chủ mưu cùng người bị hại đều không rõ ràng. Cho nên chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Cái chính ở đây là người ta không thể cứ thế mà cho qua căn nguyên dẫn đến vụ um sùm này. Kim Tại Trung có hài tử. Chúc mừng vương gia, chúc mừng lão phu nhân. Vị cô nương này có tin vui. Thời điểm vị đại phu thứ 12 lặp lại những lời này. Cả cảnh dương vương phủ trên dưới rốt cuộc cũng tiếp nhận rằng cái tin kỳ quái nhưng cũng không phải là tin xấu kia là thực thật ra thì lúc vị đại phu thứ năm nói vậy kim tại trung là người đầu tiên tiếp nhận cái vấn đề này bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới lâu thật lâu trước đây từng có người tên là kim tuân tú tự xưng thần y tiểu p đã cho hắn uống một thứ dược loạn thất bát tao khó nuốt nào đó nghe nói có thể làm cho nam nhân sinh con mùi vị của thứ dược kia lúc này nhớ lại vẫn làm hắn nổi lên một cơn buồn nôn hơn nữa ngẫm lại Hải tử này chính là được tạo thành vào đúng buổi đêm hôm uống phải thứ dược đó. Khốn khiếp! Công tử, người không thể ăn mấy thứ linh tinh này được. Bát canh ngân nhĩ ướp lạnh vừa mới đưa đến khóe miệng. Đã bị một bàn tay nhỏ nhắn từ phía sau cường đoạt. Kim Tại Trung mắt trợn trắng. Thạch lưu, người mà không cho ta uống thứ nước ô mai mỹ vị kia, ta học máu liền cho ngươi coi. Ít nhất phải để cho ta uống thứ gì mát mát chứ ngươi còn có muốn để ta sống hay không hả ta mỏng manh tới vậy ư ngươi nhìn thân thể bì thô thịt dày của ta này là vì nó sao thạch liệu đối với việc hắn lải nhải tưởng không thèm bỏ vào tai vốn thường cắt câu lấy nghĩa nên chỉ chú ý tới đúng hai chữ ngay lập tức cuống cuồng vội vàng dịu kinh tại chung đặt hắn ngồi xuống ân cần hỏi han học máu công tử học máu sao có phải có nơi nào thấy không thoải mái ta lập tức đi báo cho vương gia có muốn hay không thuận tiện gọi đại phu ta xem mà vẫn nên để đại phu ở lại vương phủ đỡ khiến cho người ta lúc có chuyện lại luồng cuống tay chân công tử người trước tiên nghỉ cái đã không nên lộn xộn không nên ăn cái gì linh tinh ta đây liền kim tại trung một ven giữ chặt lấy thạch lựu đang chuẩn bị phi hết tốc lực bất đắc dĩ nói ta không có học máu người cũng đừng đi nói cho tên khốn kia nhìn hắn lòng ta phiền công tử người cùng vương gia lưỡng tình tương duyệt như thế nào lại thấy phiền lòng sau khi cẩn thận nhìn kim tại trung từ đầu tới chân xác định hắn thật không có chuyện gì thạch liệu mới kinh ngạc hỏi phải biết rằng ở trong lòng nàng tình cảm của hai người kia là đại diện cho thứ tình yêu đẹp nhất thế gian so với vàng còn bền vững hơn có thể sánh với lương sơn bá chúc anh đài làm sao lại xuất hiện cái tử phiền lòng này thì là làm phiền hắn đó <laughs> kim tại chung sinh khí tức giận bĩu môi thưởng thức quả táo đỏ tươi trong tay là tại hắn làm cho mình có hài tử nếu chỉ có một mình mình thì làm thế quái nào mà có thai được chứ hơn nữa cái này không thể ăn cái kia không được ăn chẳng được tự do hành động một chút nào đi đường lập tức có người tới vị ăn một bữa cơm ngay lập tức đã có người đưa đồ ăn đến tận miệng mặc quần áo có người hầu hạ ăn cơm có người hầu hạ đáng tiếc người kia không phải là hắn chết tiệt tên khốn kiếp kia mình cũng vì hắn mới mang thai vậy mà ngay cả ba chữ ta yêu người cũng không nói được hơn nữa gần đây người cũng không biết đã lêu lỏng chốn nào ba ngày thì tới hai ngày không thấy hắn về nhà cho đến bây giờ cũng không thấy tới thăm mình sau khi biết được mình có hải tử lại chỉ quan tâm có một tẹo hừm làm nhân chết tiệt ai cần á à? kim tại trung càng nghĩ càng bi phẫn càng nghĩ càng tức giận càng nghĩ mặt mũi càng vặn vẹo công tử nét mặt của người tại sao như vậy quái dị à thạch liệu thấy vậy sợ vỡ mật ta đang dưỡng thai kim tại trung khó chịu nói dưỡng thai đây là cái gì đúng à kim tại trung ngẩng đầu cười rạng rỡ ta đang nói cho hài tử của ta Cha hắn chẳng là cái thá gì Tương lai không cần hiếu thuận hắn Công tử Thạch lựu kinh ngạc kêu to Người sao lại dạy hài tử như vậy Làm sao ngươi có thể nói như vậy về vương gia Vương gia chẳng làm gì có lỗi với ngươi à Ai nói hắn không có làm Hắn mà làm gì Thì đến ta còn chẳng thể biết được Huống chi là ngươi Kim tại trùng nghiến răng nghiến lợi Ngày nào đó ta sẽ đi theo dõi hắn Xem xem hắn rốt cuộc sau lưng ta Làm những thứ gì cả ngày chả thấy được nổi một cái bóng thạch lựu đầu tiên là kinh ngạc sau đó khanh khách cười. cười công tử nguyên lai là đang cùng vương gia giận dỗi à công tử ngươi hiểu lầm vương gia rồi thật ra thì vương gia ngày nào cũng rất bận rộn gần đây còn vì ngài mà hôm nào cũng cố gắng trở về phủ đó là vậy sao kiểm tại trung cực độ hoài nghi ta mới không tin tại sao một tháng trước lúc ta tới đây Hắn ngày nào cũng rảnh rỗi vậy Thừa dịp có hải tử Liền không thèm gặp ta Ta xem ma à, Đoán chừng là đã đi ra ngoài tầm hoa vân liễu rồi Hải bảo ra hỏa kia lớn lên Lại là một tên sắc lang trời sinh Công tử a, à, Người đừng có ở đây mà cáu kỉnh nha Vương gia chúng ta nào có phải là sắc lang đâu Rõ ràng chính là anh Tuấn tiêu sái Nói năng bất phàm Khi thế bức người Ánh mắt sắc bén Hơn nữa lại cực kỳ lãnh khốc Dĩ nhiên, lúc nhìn công tử ngươi thì liền biến thành ôn nhu, ngập tràn tình cảm. Thạch lựu vẻ mặt mơ mộng. Kim Tại Trung thậm chí có cảm giác như mới vừa rồi thấy ở trong mắt nàng vô số trái tim màu hồng phấn bồng bềnh bay ra. Dùng sức lắc lắc cái đầu, Kim Tại Trung lúc này mới nhìn thấy dưới ánh mặt trời diễm lệ, hoa sen đang tưng bừng nở rộ. Hắn chán ghét bĩu môi. Hắn nào có lớn lên thành cái dạng mà ngươi nói à? so về độ anh tuấn tiêu sái thì không sánh bằng kakashi nói năng bất phàm không sánh bằng abc May khi thế bức người không thể sánh bằng đế thích thiên ánh mắt sắc bén không sánh được bằng tây tác độ lãnh khốc so ra còn kém uchiha itachi trời ạ à, là ta mù mắt nên mới coi trọng một người đàn ông như vậy à như vậy còn chưa tính hắn lại đối với ta chẳng quan tâm thở ơ cái tên nam nhân chết tiệt là có phải lão bà của hắn hay không hả? Cái kia, công tử, người là nam đấy, không thể làm vương gia lão bà được. Lão bà là từ dùng cho nữ nhân. Thạch lựu nhăn nhó nói, hết nhìn Kim Tại Trung đang vì bị nói trúng mà lòng tràn đầy cam phẫn, lại nhìn đến nam nhân vừa mới đến phía sau hắn, đang nhò mắt giận dữ, cảm thấy bản thân như đang bị cuốn vào cơn gió, phiêu diêu vô định, cả người phát run. Nhưng mà, là một người thông minh, nàng thấu hiểu đạo lý bò bò giữ mình là quan trọng nhất bèn sửa lời nói vương gia vì ngươi mà hao tâm tổn tứ hắn nào có như ngươi nói kia không tốt thấy mắt thạch lựu lóe lên lại còn nuốt vội những lời vừa định phun ra kim tại trung quay đầu lại nhìn một cái rồi quay về gật đầu nói đúng hắn không đến nỗi không tốt như ta nói bởi vì sự thực là hắn hỏng bét đến cực điểm không tốt căn bản là không đủ để hình dung sự ác liệt của hắn nếu ngày nào đó chọc giận ta Ta không phải là không có khả năng Mang theo hải tử mới sinh Đáng thương không ai đau của ta Đi xa ta hương Cái kia công tử Hài à Vương già sắc mặt càng thêm khó coi kìa Cái màu kia Có thể sử dụng từ đen để hình dung hay không á à? Cho tới bây giờ Cũng không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc Cho tới bây giờ Cũng không biết thế nào là ôn nhu săn sóc Thực chua xót à mệt cho ta lại còn mang hải tử của hắn nữa ta làm sao mà lại xui xẻo như vậy á? À? thở dài lại thở dài thở dài thật dài công công tử không biết thương tiếc lão bà sao không biết lão bà có con lại càng cần phải nâng niu như bảo bối hay sao còn có phải là nam nhân hay không ạ à? người sinh con vậy người có phải là nam nhân công tử thạch lựu. Người rốt cuộc muốn nói cái gì Người cứ nói đi Làm người thì phải gãy gọn Cần gì ấp a ấp úng như trẻ con bám váy mẹ vậy Kim Tại Trung trợn mắt Thạch Lựu anh anh nói Vương già đã đi rồi Kim Tại Trung lập tức xoay người Quả nhiên thấy phía sau không có bóng dáng quen thuộc kia Liền hạ con ngươi Che giấu trong mắt tràn đầy mất mát Cái tên kia Quả nhiên chẳng qua là chỉ cố gắng nhẫn nhịn Để cho mình ở bên cạnh hắn Cũng không cho mình quá nhiều Thứ mình muốn tình cảm. Kim Tại Trung nhàn nhã đi bộ, tay ôm chặt con cá nướng vừa nhặt lại từ tay con mèo hoang mới chôn chìa ở phòng bếp, nhầm nháp từng chút, từng chút thịt cá thơm giòn, thỏa mãn mà vừa đi đường vừa nhảy nhót. Hôm nay thật vất vả mới ăn được con cá này à, cũng không biết cái tên hỗn đản nào nói, ăn cá đối với phụ nữ có tai không tốt, hại hắn, ngay cả món cá mình thích nhất cũng chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, lại phải cùng một con mèo tranh đồ ăn không khách khí một cước đá văng cánh cửa phòng chính. Kim Tại Trung vừa mới đóng cửa lại, xoay người, đơ người, cá trong tay, rơi xuống. Trong phòng, người nam nhân kia lạnh lùng nhìn hắn. Sau đó một nụ cười tàn khốc, lạnh lùng xuất hiện. Ăn cá, nhảy loạn, dùng sức đạp cửa, tình lực của ngươi còn tràn đầy sao? Ha <laughs> ha, Kim Tại Trung cười khan. Nam nhân này sắc mặt rất khó nhìn na đoán chừng là tìm mình tính sổ vụ xế chiều hôm nay đây trời ạ à, hắn sao lại quên béng mất người nam nhân này bụng dạ hẹp hòi cỡ nào á à? bết quá điều này cũng không có thể trách hắn ai kêu y cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn đáng giận ác nhân mà lại bày đặt cáo trạng trước cho ai xem mà càng nghĩ trong lòng lại càng không cam tâm khẩu khí kìm tại chung cũng tăng lên vài phần làm sao mắc mớ gì tới ngươi á à? chỉ sợ ta ăn cá Ta giật cá của ngươi sao? Ta còn đang muốn làm sao để nhảy hăng như hồi xưa đây. Dù sao, ngươi cũng không để tâm tới ta. Loại người như ngươi là đáng hận nhất. Chỉ cần ngươi nói ngươi chán ta, ta lập tức rời khỏi nơi này. Cái gì cũng không cho ta, vậy mà đòi trói tâm ta lại. Ngươi cho rằng ta rất thích những ngày như thế này sao? Trịnh dẫn hạo cười lạnh. Người trước mắt này cho tới bây giờ cũng không biết. Dễ chiều hôm nay lúc y nghe được hắn nói như vậy, Y có bao nhiêu thất vọng đau khổ Lần đầu nghe nói Loại chuyện cổ quái nam nhân mang thai này Y thấy thật đáng ngờ Bèn không ngừng đi thẩm tra từng vị danh y Muốn biết việc này Liệu có gây thương tổn gì lớn cho thân thể hay không Còn thiếu chút nữa Đã đem cả hoàng cung hủy đi Cũng chỉ vì muốn tìm được thứ gì đó Bổ cho thân thể Hơn nữa còn thỉnh giáo mẫu thân cùng thái hậu Xem trong lúc có hải tử Thì có bệnh trạng gì Cần kiên kỵ cái gì nhưng hắn lại nói cái gì chứ vì tức giận mà y nói không thèm nghĩ ta không có van xin ngươi ở đây ta để cho ngươi ở đây một tháng nếu như ta không đoán sai một tháng chẳng phải đã sớm qua sao kim tại trung không nói gì nhìn trịnh duẫn hạo hắn không biết hốc mắt mình có đỏ hay không chỉ biết là tim của mình đột nhiên trở nên đau nhói trịnh duẫn hạo vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận sắc mặt của hắn thay đổi vươn tay tại chung kim tại chung liếc hắn một cái xoay người thật nhanh chạy ra khỏi cửa tại chung trịnh duẫn hạo vội vàng chạy theo ra ngoài chết tiệt hắn không nên vận động mạnh đối với thân thể không tốt không biết là bởi vì thân thể nặng nề hay là vì kim tại chung cố tình chạy thật chậm để cho cha đứa nhỏ đuổi kịp nên không ngoài dự đoán vừa tới đại môn liền bị bắt lại cảm giác được cổ tay bị một lực mạnh chế trụ Kim Tại Trung thấp giọng nguyền rủa một tiếng, quay đầu lại không chút khách khí, gắt gao cắn cánh tay Trịnh Duẫn Hạo đang giữ hắn. Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, nhưng chỉ cắn răng nhìn, không nhúc nhích, cũng không nói gì. Kim Tại Trung thật sự là đã liều mạng mà cắn, tên nam nhân chết tiệt này, cái gì cũng không quản, cái gì cũng không biết, một người đàn ông mang thai hài tử, hoang đường cỡ nào chứ? Hắn vì vậy mà hầu như đã phải mang toàn bộ dũng khí ra, Thế nhưng người nam nhân này chỉ là ở một bên thanh thản chờ ôm hài tử, chờ làm cha. Một chút cũng không có suy nghĩ tới cảm thụ của kẻ phải sinh con như hắn. Hai hàm răng không ngừng dùng sức cho đến khi cắm vào cánh tay. Ở trên da thịt dẻo dai kia lưu lại một hàng dấu răng thật sâu. Mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, dạ dày dâng lên cảm giác khó chịu, hắn mới chịu nhả ra, lùi lại vài bước, oán hận nhìn chằm chằm trịnh dẫn hạo. Bực tức lớn tiếng thét lên, Trịnh dẫn hạo Người nghe đây cho ta Ta không xin Muốn hải tử Một mình ngươi đi tìm cao minh khác mà xin Ngươi nói gì Nghe nói thế Đau đớn trên tay cũng trở nên không đáng gì Trịnh dẫn hạo trong mắt lập tức bắn ra quang mang Bén nhọn Lạnh như băng Kim tại chung co rúm lại một chút Nhưng lại nghĩ Người nam nhân này Ngoại trừ hung bạo Ngoại trừ sai khiến hạ nhân Ngoại trừ chừng mắt với người khác Thì còn có gì lợi hại đây Đáp án dĩ nhiên là không có. Kim Tại Trung vươn ngực, cười lạnh. Vương gia có phải hay không, lỗ tai xảy ra vấn đề rồi. Ta nói, ta không sinh con cho ngươi nữa, tìm đến nhân khác sinh đi. Nếu không, tiểu quai. Một con rắn nhỏ màu xanh biếc chợt hiện ra trên tay Kim Tại Trung. Hạch bên có biết bao nô bộc. Chúng nhau hoàn cùng Lão Vương Phi bởi vì hai người ồn ào mà chạy tới xem cuộc chiến. Vừa thấy đều là không nhịn được lên tiếng kinh hô xà dạ. trịnh duẫn hạo trong phút chốc mặt một mảnh xanh mét nhưng ánh mắt y vẫn níu chặt người trước mặt quyền tay tần lực ôn nhu nói tốt lắm tại trung sinh khí cũng đủ rồi tới đây hừm ai thèm để ý người à bất quá kim tại trung nhìn thấy trịnh duẫn hạo đang cố chấn định rồi lại tái nhợt xanh mét bộ dạng lảo đảo muốn ngã vẫn là hảo tâm mà thu hồi tiểu quai Trịnh dẫn hạo lắc đầu cười khổ một cái. Người này quả thực quá vô pháp vô thiên rồi. Y và bảo bối của Y nhất định phải cùng nhau ngồi xem xét lại. Thấy tiểu thanh xà kia, con vật duy nhất có thể uy hiếp được hắn bị thu lại. Trịnh dẫn hạo thâm tình, nhìn Kim Tại Trung cười một tiếng. Tốt lắm, Tại Trung, ta biết mình sai rồi. Người không nên tức giận, tránh cho thương tổn thân thể. Đối với hải tử cũng không tốt. Người không biết sao, ta gần đây vẫn đang xem sách về mang thai trong sách nói à nếu như cơ thể mẹ không khỏe mạnh có thể làm cho đứa trẻ tàn tật thiểu năng dị dạng người cần phải thử nghĩ xem theo ta trở về phòng đi làm loạn lâu như vậy rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút đi đúng à đúng à công tử bồi luận như thế nào bất kể là ai chọc giận ngươi sinh khí ngươi nói cho thạch liệu thạch liệu giúp ngươi chỉnh hắn cần gì phải tự mình xử lý người nghe vương gia nói thấy thật kinh khủng a à? thạch liệu lo lắng tiến lên cẩn thận dịu kim tại trung dường như sợ thể lực hắn Tùy lúc sẽ chống đỡ hết nổi mà ngã xuống đất vậy kim tại trung không được tự nhiên nhìn chính duẫn hạo một cái Trịnh duẫn hạo đến gần đem hắn kéo vào trong lồng ngực mình thấp giọng nói tốt lắm tốt lắm vợ chồng gây lộn có cần thiết làm cho mọi người biết cả không theo ta trở về phòng đi Người nào cùng ngươi là vợ chồng á? À? Tuy nói thế, nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác ngọt ngào, làm cho khóe miệng của hắn không tự chủ được khẽ cong lên. Làm cái gì a? À? Vợ chồng son thật là hành hạ người. Lão Vương Phi cũng nở nụ cười. Muốn được thành tịnh một chút cũng khó. Cũng không biết hải tử sắp chào đời này, có phải hay không, sẽ làm cho cả Vương Phủ không được an bình. Thiệt là... Vương Phi lẽ nào không thích náo nhiệt? Trước kia còn luôn chê vương phủ vắng lạnh quá Nhà hoàn ở một bên vội vàng nói Vương phi cũng chỉ cười cười Không nói cái gì nữa Nhớ nghĩ Trịnh dẫn hảo Người nhất định phải hảo hảo thương ta Nếu không ta một khi mất hứng Sẽ không sinh con cho ngươi nha Kim tại chung một mặt cọ cọ vào lồng ngực ấm áp kia Một mặt nhẹ giọng uy hiếp Đúng đúng Cứ làm như ngươi nói Trịnh dẫn hạo dụ dỗ cũng ở nơi mà Kim Tại Trung nhìn không thấy, lộ ra một tia cười âm hiểm tinh tế. Xế chiều hôm nay, hắn nói y như thế nào, y đều nhớ rõ. Mà Trịnh Duẫn Hạo y, không phải là hạng chủ nhân có thể tùy tiện bị người khác oan uổng. Hơn nữa, người của y cứ định tội y một cách tùy tiện như vậy. Nha, Kim Tại Trung gật đầu, nghĩ thầm, hắn đường đường ám mình Kim Tại Trung, quả nhiên huấn phu có thuật. Thật là đáng mừng. Dạ dày thế nhưng lại trào lên vị chua Nôn Tại sao Trịnh Duẫn Hạo lo lắng cúi đầu xem xét Ói càng ngày càng dữ Kim Tại Trung che miệng lắc đầu Bụng ăn linh tinh nên khó chịu sao Cũng đã bảo người không nên ăn bậy Người còn không nghe Thạch Lựu Sau này bất kể công tử ăn cái gì Đều thông báo trước cho ta một tiếng Dạ Thạch Lựu vội vàng gật đầu Sắc mặt Kim Tại Trung tái nhợt Nhanh chóng che miệng ủy khuất ngó chừng trịnh dẫn hạo ánh mắt ngây thơ cố ý chớp chớp đừng nháy mắt nữa trịnh dẫn hạo có đầu kim tại trung đừng giả vờ đáng thương nữa vào nhà đi ta có việc muốn nói với ngươi chuyện gì thế hái miệng cắn một ngụm mai tử trịnh dẫn hạo mới cho người mua từ làng trồng mai rất xa trở về tại trung vừa đặt mông ngồi xuống đã nhịn không được liền hỏi hiện tại cũng tối rồi không ăn cơm chạy vào trong phòng để làm gì chứ trịnh duẫn hạo đi tới ôm lấy cậu đặt lên trên mình nói tại trung nga, à, ngươi xem hải tử chúng ta cũng có rồi lúc nào lúc nào chúng ta thành thân thành thân gìn tại trung liền lăn lung lốc bỏ dậy nhìn trịnh duẫn hạo cậu nghi ngờ ở trong ánh nến mở ảo trịnh duẫn hạo hình như đã đỏ mặt trong nháy mắt nhưng vì quá nhanh nên cậu cũng không thấy rõ là hoa mắt sao đúng vậy là thành thân na à? Trịnh Duẫn Hạo gật đầu. Ngươi xem, chúng ta lúc nào sẽ thành thân? Chắc không phải chờ đến khi hài tử ra đời chứ. Ta có lúc nào muốn thành thân với ngươi sao? Kim Tệ Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo chằm chằm. Hừm, phải dựa vào một đứa bé để bước vào cánh cửa Dương Vương Phủ. Cậu, một nhân tài như vậy, sao có thể dễ dàng được gả vào Vương Phủ như thế? Nằm mơ đi. Ta không lấy chồng. Dứt khoát như vậy, trong mắt trịnh duẫn hạo lóe ra tia sáng Kim tại chung người cẩn thận cho ta khuya hôm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi thử nghĩ xem hắn trịnh duẫn hạo nói những lời này chính là đang cầu hôn cậu thật không nghĩ hắn so với hoàng đế đại minh còn có địa vị trọng yếu hơn từ lúc nào đã ăn nói khép nép như vậy rồi mà cậu còn không đồng ý lại dám một câu từ chối hắn không có cửa đâu tại sao cậu vào cửa vương phủ là làm nhục cậu sao? Huống chi, chắc cậu cũng không muốn hải tử của mình làm con không cha chứ. Bởi vì... Kim Tại Trung kể sát trịnh dẫn hạo, thần bí, hề hề nói. Tên tác giả này viết văn rất kém, thường xuyên tả đám cưới giống hệt như đám tang, còn thiếu mỗi tiền vàng bay trên trời thôi. Ngược lại, đem tang lễ viết thành ồn ào náo nhiệt, dường như là có người chết khiến hắn rất cao hứng. Cho nên, chúng ta sẽ không thành thân phải không trịnh dẫn hạo bừng tỉnh đại ngộ thì ra là còn có người làm như vậy à đúng vậy còn sợ trịnh dẫn hạo không tin kim tại trung cố gắng gia tăng độ tin phục nếu như trịnh dẫn hạo tin hắn sẽ không còn gọi là trịnh dẫn hạo nữa mà nên sửa thành gã ngu ngốc đi trịnh dẫn hạo gật đầu được rồi ta tin Kim Tại Trung hài lòng một lần nữa ở trong lòng Trịnh Duẫn Hạo tìm vị trí thoải mái nằm xuống. Nhưng thanh âm nguy hiểm của Trịnh Duẫn Hạo cũng đang vang lên bên lỗ tai cậu. Như vậy, chúng ta thỏa luận một chút. Ai là Kakashi? Ai là ABC May? Ai là Đế Thích Thiên? Ai là Tây Tác? Ai là Uchiha Itachi? Kim Tại Trung, người tốt nhất phải giải nghĩa ra. Người cùng mấy gã vừa nghe tên cũng biết là nam nhân rốt cuộc là quan hệ như thế nào câu cuối cùng được hét lên rất to làm cho toàn bộ người trong vương phủ đều có cảm giác đinh tai nhức óc ngay cả vương phủ cũng tự hồ không đỡ nổi sóng âm như vậy làm lay động cả đất trời khiến nhiều năm sau trong vương phủ đại minh đây vẫn là một trận động đất vô cùng bí ẩn cái gì cái gì chứ kim Tệ trung xoa xoa lỗ tai đau oán trách có nội lực thì có gì đặc biệt hơn người à? lớn tiếng như vậy để làm gì không sợ cổ họng bị thương sao? Tay Trịnh Duẫn Hạo bắt đầu tiến hành đánh lén, không để lại dấu vết, nhẹ nhàng bừng quơ nói sau khi giống to. Người vẫn chưa trả lời ta đâu đấy, tại trung Ách, cái gì? Lưng tự hổ có cái gì đó gì động, là sâu sao? Dưỡng, dưỡng khí. Cậu bắt đầu thấy tê dại. Kim Tại Trung có chút không yên lòng. Người mới vừa rồi đang nói cái gì? Những nam nhân kia Trịnh dẫn hạo hảo tâm nhắc nhở Nhẹ nhàng kể sát đầu Thổi nhẹ lên lỗ tai của cậu Kim Tại Trung co rúm cổ lại Dẫn à Cái gì Nam nhân Để nam nhân xấu xa này Cứ quấy rầy cậu như vậy Làm sao cậu có thể suy nghĩ được chứ Xế chiều hôm nay Ngươi cùng Thạch Lự nói chuyện gì á à? Không hổ là trịnh dẫn hạo Mỹ nhân trong ngực Tâm lại không chút tạp niệm Vững như quân tử Đương nhiên cũng chỉ là tin của hắn không thấy tay hắn cũng như vuốt sói bắt đầu thò vào trong quần áo người khác sao? Đầu lưỡi trơn trượt cũng hèn hạ luồn vào thăm dò lỗ tai của Kim Tại Trung. Thân thể Kim Tại Trung cứng đờ, đại khái là do nguyên nhân có thai nên thân thể của cậu trở nên càng thêm nhạy cảm. Một trận tê dại khiến cả người cậu nhẹ nhàng run rẩy. Cậu vừa cố gắng tránh né Trịnh Duẫn Hạo đang ác ý trêu chọc, vừa cố gắng thay mình kêu an. Ta, ta không nhớ rõ. Thật hư à. Duẩn Ta cũng thấy vậy Thật hư Chị dẫn hạ mặt dày nói xong Ngón tay bướng bỉnh Quen thuộc mở ra tơ lụa bên hông người kia Sau đó nhẹ nhàng xé Một mảnh lớn cảnh đẹp liền lập tức lộ ra trước mắt Người đang Làm gì hả Rõ ràng thần trí không tỉnh táo à Ta đương nhiên là đang dùng phương thức của nam nhân Chứng minh Ta so với những nam nhân kia là mạnh hơn ôn nhu cho Kim Tại Trung một lời giải thích. Cái lưỡi nóng rực cũng là bắt đầu trượt, lén lén mút vào làn da trắng tuyết cùng hương vị trên da thịt kia. Trịnh Duẫn Hạo tâm tình vui vẻ, tư vị tuyệt đẹp này vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn, hoàn toàn đáng giá để hắn tự mình hưởng cả đời. Ta không anh tuấn tiêu sái bằng các ca sĩ. Hé miệng cắn một ngụm thật mạnh. Tốt lắm, một dấu giang mới đã xuất hiện. A, à, Kim Tại Trung bị đau, tên hỗn trướng này nói cái gì cùng cái gì vậy nhưng hắn vẫn là phản xạ có điều kiện liền phản bác người làm sao có thể so sánh với kakashi người coi là cái gì à đông à lần này khẳng định là cắn chảy máu à đau quá vậy sao ta thật không anh tuấn như kakashi sao nghe thanh âm nhẹ nhàng nhưng mùi vị khói thuốc súng dày đặc nặng nề làm cho người như nhũn ra Kim Tại Trung thừa dịp tạm thời thanh tĩnh này, điền nịnh nọt. Người anh Tuấn, người tuyệt đối anh Tuấn, cả cà si kia sao có thể so sánh với ngươi a à? à, làm sao ngươi còn cắn ta? Là ngươi nói thật, nên ta có phần thưởng a à? Trịnh Duẩn Hạo cười híp mắt trả lời, bề mặt hoàn toàn là một con mèo thành tinh, hơn nữa sắc mặt kia, thật sự rất âm hiểm. Quả nhiên cậu đã khinh thường sự vô sỉ của Trịnh Duẩn Hạo, Kim Tại Trung hối hận, mình kinh địch, rồi lại tiếp tục xa vào cảm giác khiến cậu vừa vui vẻ, vừa thống khổ. Cậu tự trách mình quả nhiên không có cốt khí, quả nhiên là thấy sắc thì quên hết mọi thứ. Vậy còn cách nói năng của ta thì sao đây? So sánh với AB thì không hơn được sao? Trịnh Duẩn Hạo giống như một người điều khiển con rối gỗ, bừa bãi khiêu khích thân thể của người trong tay mình. Ta không biết, người kia, lần này đã có kinh nghiệm chắc không đến nỗi bị cắn đi kim tại trung lạc quan nghĩ nhưng là thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ hít một hơi lãnh khí tay người này cái tay đang lẩn mỏ trước ngực cậu khiến cho cậu run rẩy một tiếng rên rỉ không kiềm chế được thoát ra đế thích tiên lại là gì hắn hắn không là gì cả thực xin lỗi a à, thần tượng cùng là lỗi của ta là ta đánh giá thấp tính ghen tị của người nam nhân này. Ta sẽ xin lỗi ngươi ngày ngày a." À. Kim Đại Trung cắn răng một cái, hít sâu một hơi, sau đó nói liền tủ tỷ không thợ chút nào. "Không chỉ Dương hắn không là vật gì, ngay cả Tây Tác, Uchiha Itachi cũng không thấy được có điểm tốt. Khắp thiên hạ chỉ có mình cảnh Dương Vương gia Trịnh Duẫn Hạo ngươi là tuyệt vời, là đẹp trai nhất, là anh tuấn nhất. Ngươi là không, người hết lần này đến lần khác gặp kẻ địch thì phong độ khí vũ hiên ngang ngay cả tiên tử cũng vì người mà trao tấm lòng ta cũng nhịn không được mà vì ngươi động tâm ngươi là nam tình nhân trong mộng của toàn bộ nữ nhân trên thế giới hô một hơi nói xong những điều trái lương tâm như vậy thật đúng là làm cho người ta có cảm giác không thở nổi a à. nhưng trịnh duẫn hạo không hẳn hài lòng với lời khen tặng này hắn ra tăng lực của ngón tay hưởng thụ thứ thành âm kháng nghị nho nhỏ của kim tại trung đem quần áo dư thừa cản trở bỏ đi trịnh duẫn hạo cười lạnh làm sao ta nghe như vậy thật chói tai tình cảm kim đại công tử ngươi không phải là thật tâm nói sao kim đại trung vội vàng nói ta nói thật rất thật tuyệt đối là thật lòng vương gia ngài cũng nhìn rõ mọi việc không nên oan uổng người tốt à vậy sao khỏe miệng trịnh duẫn hạo sưng lên hàm răng trắng nõn phản quang ánh sáng khiến vào kim tại trung phát run. Kỳ quái, tại sao lại có cảm giác lạnh lạnh? Cậu cúi đầu nhìn, kêu lên sợ hãi. Quần áo của ta đâu? Trên mặt đất. Trịnh dẫn hạo vô tội hướng trên mặt đất chu chu miệng. Người... Những thứ còn lại trên người cậu và mấy mảnh dài dài tê tua so với đồ của mấy tên hành khất mặc trên người còn hở hơn. Thật sự, đó là y phục của kim đại thiếu gia cậu sao? Đà nghiền lặng để Kim Tại Trung mặc niệm thương tiếc y phục yêu mến. Phía sau một lực mạnh đẩy cậu ngã xuống. Ngay sau đó, một vật nặng như tảng đá đè lên. Tính cảnh giác nổi lên bốn phía. Kim Tại Trung thử dò xét hỏi. Xin hỏi, khách quan, ngài muốn làm gì? Ta sẽ dùng cả đêm để nghe được lời nói thật lòng của ngươi. Trịnh dẫn hạo nở nụ cười ác độc. Kim Tại Trung lại muốn khóc. Cơm tối còn chưa ăn, Người không biết làm loại chuyện này rất tiêu hao thể lực sao? Trịnh Duẫn Hạo, người sắc dục công tâm hỗn trướng, người có biết hay không cái gì gọi là đề phòng cẩn thận không? Có thể đói chết người đó. À. Kết quả chính là trong cảnh Dương Vương phủ, toàn thể thành viên đều nghe được trong phòng phát ra tiếng rên rỉ, nhưng khiến cho người ta thấy kỳ quái, chính là Kim Tại Trung không ngừng hô to. Ta biết rồi, ngươi là đẹp trai nhất, ngươi là đẹp trai nhất thiên hạ a. À chẳng qua là giữa thanh âm này còn xen lẫn tiếng khóc nầm động cùng tiếng cầu khẩn không che giấu được dĩ nhiên cái này cũng bị một đám lớn hủ nữ và hủ nam bên ngoài tự động quên bọn họ chỉ biết một việc đó chính là người tình trong mắt quả nhiên là phan an không thể không nói người trong vương phủ luôn phải suy nghĩ nên đi tiếp đường thẳng hay là đi đường vòng khi mặt trời của ngày thứ hai xuống núi trong mong đợi cùng lo lắng của mọi người rốt cuộc kim tại trung mới khoan thai bước chậm tới bàn ăn trước mặt chẳng qua điều vương phi không hiểu được chính là sắc mặt đen thui của kim tại trung kỳ quái theo lý thuyết dựa theo tiểu thuyết mình châu ký mà nói trải qua cả tối ngày hôm qua ích ích cùng nhi tử kim tại trung hoặc là sắc mặt hồng nhuận hoặc là da thịt bóng loáng à tại sao có thể như vậy thật ra thì vương phi tuyệt đối không biết kim tại trung đã trải qua hành hạ như thế nào Sáng ngày đầu tiên mở mắt ra Mới phát hiện tên nam nhân kia Sau khi hăng hái ăn uống no đủ Thì không thấy bóng dáng nữa Mà khi cậu rời giường Mới phát hiện là đã bỏ qua thời gian ăn tối Nhớ tới mình bị đói bụng cả ngày Kim Tại chung mặt liền trắng bệch Nghĩ tới mình tối qua kêu lớn như vậy Trắng lại chuyển sang hồng Không ra khỏi cửa đó Sẽ đói lạ Ra cửa đi chắc chắn sẽ bị cười nhạo Cuối cùng căn vào nguyên tắc Bẩn tiện bất năng dịch Phù quý bất năng dâm uy vũ bất năng khuất cơ ngạ bất năng nhẫn nghèo hèn không dễ dàng phú quý không ham muốn uy vũ không khuất phục bị đói không thể nhịn kim tại trung quyết định mặt giày bước ra khỏi cửa kết quả hay là không ai cười nhạo cậu chỉ bất quá ở cửa gặp thạch lựu thạch lựu liền cười ngọt ngào nói công tử vương gia là đẹp trai nhất à a à, bên ngoài bay tới một câu kim tại trung không rõ ý tưởng đành phải ngây ngốc gật đầu chạy thẳng tới chỗ phòng ăn không ngờ dọc đường qua hoa viên gặp phải lan nhi nàng liền hé miệng cười một tiếng công tử vương gia là đẹp trai nhất à kim tại trung bắt đầu thấy nghi ngờ trong lòng qua khỏi hoa viên đụng phải quản gia quản gia lúc nào cũng mang bộ mặt như quan tài hôm nay lại cười nói công tử vương gia là đẹp trai nhất à kim tại trung bắt đầu cứng ngắc máu tuần hoàn, đầu óc chuyển động, nhớ lại bắt đầu. Tối ngày hôm qua, Trịnh Duẫn Hạo chăm chỉ quá độ để cho hắn phải cầu khẩn xin tha. Hơn nữa còn phải kêu lên như vậy mà hắn cũng như cũ không dừng tay. Nhớ lại xong, cho nên giữa bầu trời chiều đã nhuộm đỏ một nửa. Ở nơi vườn hoa yên tĩnh, Kim Tại Trung sắc mặt lúc trắng lúc hồng, từ hồng sang lam, từ lam sang xám, từ xám sang lục, từ lục thành xanh, từ xanh thành tím, từ tím biến đen. Bối cảnh vườn hoa một mảnh tiêu điều, cánh hoa rơi rụng. Vương Phi vô cùng nghi ngờ, xế chiều hôm qua nàng mất ba lượng bạc mua về quyển minh châu ký, chẳng lẽ là giả? Quả nhiên của rẻ là của ôi mà. Từ nay về sau, nhất định nghiêm nghị đả kích sách lậu, còn một bản chính là ngày mai tốt đẹp. Kim Tại Trung liền đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt Vương Phi quả thực chính là căm hận vô cùng, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ Vị này mẫu thân Chẳng lẽ là bệnh luyến tự thái quá Không thể nào đâu Kim Tại Trung vội ngồi nghiêm chỉnh Trước mặt vị tỉnh địch này thật khó khăn Hơn nữa nhìn bộ dáng trịnh dẫn hạo kia Bệnh luyến mẫu cũng rất nghiêm trọng a à? Mà cậu cho tới hôm nay mới phát giác Trời ạ à, Thì sao cậu vẫn sinh hoạt ở nơi nước sôi lửa bỏng mà không biết Làm sao bây giờ Vương Phi nhìn sắc mặt Kim Tại Trung biến hóa vô cùng Giống như ánh nắng chiều phía chân trời cùng dáng vẻ hàng ngàn, hàng vạn tư thái khác nhau, càng thêm kiên định vào đạo lý. Tâm tin sách không bằng vô sách, mà suy nghĩ làm công cuộc tiến hành bài trừ sách lậu càng thêm kiên cường. Ngày mai sẽ dẫn người đi bắt người bán sách lậu kia cho nàng. Kim Tại Trung nhìn sắc mặt Vương Phi rất bình thản, ánh mắt cũng lả lóe lên không chừng, giống như ánh sao ban đêm, chốc sáng chốc tối. Thì ra là ánh mắt sắc bén âm hiểm hèn hạ của trịnh dẫn hạo kia di chuyển từ người này. Đúng là biết người biết mặt, không biết lòng. Vương Phi mỉm cười gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Tại trung chị dẫn hạo nhà chúng ta là đẹp trai nhất á? À? Nhìn xem, cũng là câu hỏi này. Điển hình của bệnh luyến tử thái quá đây. Chờ một chút, lời này nghe thật quen tai. Một ngụm cháo gà mắc ở họng kim tại trung. Lên không nổi, xuống không xong. Một mặt tái nhợt liền đỏ bừng còn mắt trợn tròn không hề nhúc nhích, ngắm bị phu nhân cười híp mắt trước mặt. Không phải chứ, nụ cười này làm sao quen như vậy? Thì ra là cùng giống bọn quản gia. Thạch liệu a à. <laughs> Kim tại trung liều mạng ho khan, suýt nữa không thở nổi. Quả nhiên người trong vương phủ là vì chính cậu ảnh hưởng mà biến thành bi Rất phi thường, xem như cậu lợi hại. Kim tại trung cố gắng hồ hấp, nhằn nhằn nhỏ nhỏ hỏi. Cái kia Lão phu nhân à Trịnh dẫn hạo đi đâu rồi Sao vậy Mới một ngày không thấy Đã nhớ ngay sao Vương Phi mỉm cười hỏi Ai thèm nhớ cái tên giết người kia chứ Kim Tại Trung mỉm cười Đúng vậy à Một ngày không thấy như cách ba thu Hạo Nhi đi tiến cung rồi Vương Phi trả lời Người cũng biết Hắn một ngày tương đối bận rộn Nhiệm vụ triều đình rất gian khổ hắn làm tay trái, tay phải của hoàng thượng, trách nhiệm là vô cùng nặng nề. Kim Tại Trung gật gật đầu, thừa dịp thời điểm Vương Phi thở dài, điên cuồng ăn cái gì đó. Vương Phi bắt đầu than thở. Tại Trung à, người vào cửa cảnh dương vương phủ chúng ta chính là người của cảnh dương vương phủ chúng ta. Từ nay về sau, người nên vì Vương Nhi mà suy nghĩ. Hắn là cái thứ gì mà muốn ta vì hắn suy nghĩ chứ? Kim Tại Trung nhanh chóng kéo xuống một cái đuổi gà. Làng thôn hổ yết ăn. Người sau này chính là thiếu phu nhân của vương phủ chúng ta. Trong vương phủ, trừ ta chính là ngươi làm chủ. Nam nhân là trời của nữ nhân. Người sau này nhất định phải đối với vương nhi, dù mất mạng cũng không tử nan. Ta là nam nhi à. Nam cũng có thể trở thành phu nhân. <laughs> này, con gà cũng là quá già rồi. Khó ăn xem một chút đuôi cá chết và thịt kho tàu kia vị ra sao. Lời nói than thở chuyển thành lời ân cần dạy bảo. Mà quý củ của hoàng gia chúng ta xâm nghiêm, người chắc đã nghe qua, bước vào cửa cung sâu tựa biển. Người sau này, làm việc, nói chuyện, cần phải lường trước, đến thời điểm cũng không nên bị người khác nhìn chê cười. Ta còn chưa phải là người nhà các ngươi đâu, còn cả này mùi vị cũng được, ăn nhiều một chút, để nếm thử thịt hiêu nào. Ai à, mùi vị cái này cũng thật tuyệt nha. Chẳng qua là thường tổn động vật hoang dã, tội lỗi, a di đà Phật. Ân cần dạy bảo, chuyển thành kiểu đường tăng lắm điều không bờ bến. Kim tại Trung làng thôn hổ ít cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn gây cấn. Còn lại một đám người nha đầu nô bộc ở một bên hậu hạ chủ tử ăn cơm, không dám đắc tội, đều nghẹn họng nhìn chân chối. Người già như phỗng, nhìn lão bà Vương Phi nói đến nước bọt bay ngang muốn ngừng mà không được còn tiểu công tử lại là đũa như loạn kiếm chém toàn bộ bàn hoàn toàn thay đổi toàn độc quá thì ra mỗi người trong vương phủ cũng đều có khả năng đặc biệt như thế vương gia trở về chỉ nghe một tiếng thét đất bằng như dậy sóng tất cả tiếng động hoàn toàn dừng lại lão phu nhân thu miệng đoan trang hình tượng như một nàng mola lisa nụ cười ở khóe miệng như có như không thể hiện nguyên vẹn được nàng là vương phi cao quý hoàn mỹ nhất Kìm Tại Trung khiến mọi người không kịp thấy tốc độ thu tay. Bộ dáng biết điều giống như một con tiểu miêu dịu ngoan. Nụ cười ngọt ngào, thành công thuyết minh, mình là người kế tiếp nối nghiệp cảnh dương vương phủ. Vương Phi hiển thục Hết tập 6 Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện Nam Mỹ. Bá đạo phương gia, điều ngoa công tử. Tác giả A Tạp, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho bạn bè mình cùng xem nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.